In this example, trong cái ví dụ này á, the company has very strong brand and capability. À, cái công ty này có một cái năng lực cũng như là thương hiệu rất là mạnh. Very strong value proposition. Đề xuất giá trị cũng rất là mạnh. They have very strong upstream partner. Đối tác đến trên đến dưới của họ cũng rất là mạnh. But their distributors are very weak. Nhưng mà cái hệ thống nhà phân phối của họ rất là yếu. Actually, it's very negative for them. Và đây là một cái lực rất là tiêu cực cho họ. They don't have strength at all. Họ không có một chút điểm mạnh nào cả. Their market share is declining. Thị phần của họ đang giảm. So the market share is on this side. Nên là thị phần ở bên âm này. And competition position is strong, therefore it is red. Đối thủ cạnh tranh của họ rất là mạnh, vì vậy nên là đây cũng là một cái lực tiêu cực cho họ nên nó màu đỏ. Government just announced a new law. Nhà nước vừa mới ban hành một cái quy định mới, một cái thông tư mới. Which is a negative force for them. Và cái thông tư này nó có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp này. When I look at this chart. Thế thì khi mà tôi nhìn vào cái sơ đồ này á. What idea does it give you? Thì tôi sẽ có ý tưởng ở sau ạ. Yeah, before you fill yours. Trước khi các chị làm cái tập này á. Just make a comment on what do you see in this chart. Các chị thử nhìn vào cái sơ đồ này xem mà mình nhận thấy ra cái điều gì hay là nghĩ tới cái điều gì không khi mà nhìn tới sơ đồ này. Well, one idea that must be coming to your mind. Có thể mình sẽ nhận ra như sau này. That this company must improve this. Công ty này phải cải thiện cái phần hệ thống phân phối của họ. Before you really spend more money in marketing. Trước khi mà mình dành tiền vào marketing. This is strong. Cái phần năng lực doanh nghiệp rất là this mạnh. Is strong. Đề xuất giá trị cũng rất là mạnh. This is fantastic. Đối tác tuyến trên cũng rất là mạnh. We have three very strong things. Mình có ba cái điểm này rất là mạnh rồi. We are ready for big marketing. Mình sẵn sàng làm marketing rồi. But we have to fix this. Nhưng mà mình phải làm sao để cái phần nhà phân phối này nó trở nên tích cực hơn. Why should you lose market share? Tại sao mình lại đánh mất thị phần? Your value proposition is strong. Đề xuất giá trị của mình mạnh như vậy. Why should you lose market share? Tại sao mình lại đánh mất thị phần? Obviously because the distribution is so weak. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái hệ thống phân phối này của mình nó yếu nên nó mới như thế này này. Problem to fix is here. Cái vấn đề phải chúng ta cần phải giải quyết là ở đây. When you look at competition capability. Khi mà chúng ta phân tích năng lực của đối thủ cạnh tranh. You find that competition has very strong capability. Chúng ta thấy rằng là đối thủ cạnh tranh của chúng ta có những năng lực rất là mạnh. This is the idea that you get. Thì đây là một số những cái ý mà mình có thể nhìn thấy được khi mà mình nhìn vào cái sơ đồ này. And market growth is very high. Tỷ lệ tăng trưởng thị trường nói chung rất là cao. So this is an ideal case. Vậy đây là một cái trường hợp lý tưởng rồi. Actually, it's an actual case of a company. Thực ra đây là cái trường hợp thực tế luôn của một công ty. So what did this company do? Vậy thì công ty này làm gì ạ? The proposal was to spend big money on marketing. Trước đấy là họ muốn dành rất là nhiều tiền vào làm marketing. They shifted the plan to 6 months or 9 months later. Sau đó họ chuyển cái ý định đấy thay sang 6 tháng, 9 tháng sau nữa. In fact, finally got shifted to next year. Thực ra là năm sau nữa họ mới bắt đầu làm marketing mạnh. They spent all their resources in this. Ở đây, ở thời điểm này thì họ bắt đầu dành tất cả nguồn lực và thời gian để họ giải quyết cái vấn đề về nhà phân phối. That is what is called the business force. Thì đây gọi là cái hồ sơ áp lực kinh doanh.